Số 649, kinh Quan Xét Chư Pháp Hạnh, quyển 2, phẩm 2, siêu năng đời trước, phần 1. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Hỷ Vương: Này Hỷ Vương, lại nữa, Bồ Tát nên biết các pháp chẳng nương tựa, nên biết các pháp chẳng phát xuất, chẳng diệt, chẳng tạo tác, chẳng sinh, xa lìa hư dối, tự nó không, chẳng nó, chẳng bền chắc, chẳng lấy, chẳng bỏ, nên biết các pháp vô thường, khổ vô ngã, tịch tỉnh, nên biết các pháp không, vô tướng, vô nguyện, nên biết các pháp vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ mạng, vô phú già la, nên biết các pháp chẳng hòa hợp, chẳng thể tạo tác, không tự thể, không tướng, không có, nên biết các pháp lìa ô nhiễm, chẳng vận hành, lìa hỷ luận, chẳng vận hành, đến tối, thắng, chẳng có nhiều loại, không hỷ luận, lìa hỷ luận, chẳng thể nắm, chẳng giữ, không trú xứ, chẳng đến, chẳng đi, chẳng trụ, không văn tự, chẳng thể nói, các pháp chẳng thể nói, chẳng thể đem lại, không nghiệp, không báo, nên biết các pháp chẳng phân biệt, không đủ loại phân biệt, đoạn trừ hết phân biệt, các tưởng và niệm đều đã đoạn trừ, vượt trên đời sống cõi trời, được qua năm đường, qua khỏi chúng sinh, thắng chúng ma, vượt qua phiền não, ra khỏi ma la tụ họp, đoạn dứt ma chết, đầy trí vô trước, nắm giữ sắc thù thắng ba đời, được các chúng sinh yêu thích, được sự cúng dường của người trí, có thể thấy được pháp thể ở các pháp, được dục nhãn thanh tịnh đến thiên nhãn sáng, đến trí nhãn vận hành, chẳng động pháp nhãn, đầy đủ Phật nhãn như trăng hiển chiếu, biết vận hành trong tâm của các chúng sinh, chẳng người siêng năng. Người chẳng siêng năng phải tạo sự xét biết, bỏ những điều đã chấp thủ. Ở trong tam thiên đại thiên thế giới, vì những người tạo tác chi thể thuận theo đế tướng, được địa hành thanh tịnh, thông suốt cõi vô ngã, biết đến cõi phát xuất chỗ của các chúng sinh, phải gần gũi bậc tôn trọng, lìa tăng thường mạng, có được sức nhẫn vượt qua năm chướng ngại, có thể biết bản tánh danh sắc, giác ngộ thuận theo ngôn từ mà các đức Phật đã nói, biết rõ 32 tướng. Với được chẳng được, tâm các đối tượng thủ đắc đều đã vượt qua cái được của thế gian, mà được pháp chẳng nhiễm ở đời, với các chúng sinh sẽ vì họ mà làm mãi nhà, mở cửa niết bàn, khiến cho các chúng sinh vào được thành vô ý, cho vị cam lộ khi diệu nói giáo pháp, tịnh ngũ phiền não, làm tan phiền não của chúng sinh, đoạn dứt sự chấp trước, các kiến chấp trói buộc của họ, sáu căn chẳng nhiễm mà vì chúng sinh nói pháp, được pháp môn 16 chữ phát xuất đà la ni. Những gì là 16 đà la ni đó? Đó là chữ A là nghĩa chẳng sinh, chữ ba là nghĩa tối thắng, chữ già là nghĩa bốn thật, chữ na là nghĩa biết danh sắc sinh, chữ đà là nghĩa điều phục, chữ sa là nghĩa vượt qua chấp trước, chữ ca là nghĩa chẳng mất nghiệp báo, chữ ta là nghĩa các pháp bình đẳng, chữ già là nghĩa tận tâm, chữ tha là nghĩa thế lực, chữ sa là nghĩa vượt qua sinh lão tử, chữ sa là nghĩa đoạn sạch phiền não, chữ tha là nghĩa xuất phát cao, chữ xá là nghĩa trụ, chữ trà là nghĩa giáo hóa di la xa ở biên địa. Này thiện nam tử, này thiện gia tử, đây là 16 chữ đã phát ra đà la ni, gọi là được đà la ni, là nơi sinh ra trí khéo léo biết rõ các pháp vốn tự trọn không, lựa chọn tâm các chúng sinh có cõi các phiền não, thông đạt pháp tướng và sự chấp thủ của phàm phu, vượt qua biển lưu chuyển, khéo dẫn nói khiến họ hoan hỷ, lập hội pháp thí. Khéo sinh ra trí văn tự âm thanh biết rõ được không, ưa giải thoát của Phật, bỏ ái chẳng ái mà không nối tiếp, với lập luận khác của các ngoại đạo thì đúng như pháp mà hàng phục, nói như tiếng sư, tiếng gầm sư tử, đạt được Phật trí, hưng khởi pháp thí. Bỏ các phiền não phán nghĩa oán ác, tin pháp luân của chư Phật chuyển, thông đạt được như cho đến biết pháp, sân hận khi mạng đã lìa, bùng đục chẳng nhiễm, điều ngự chúng sinh, trừ khẩu do bẩn, có thể dùng nước đại, nước bi, gột rửa. Chúng sinh thống lãnh đồ chúng, thuận được thế lực vượt qua già chết. Nhớ ngàn số kiếp, được pháp tạng tổng trì, thông đạt cõi tịch tỉnh. Được không đẳng trí, thuận giác ngộ pháp tận, đáng được chúng sinh. Khen ngợi đầy vô chướng, không còn phiền não huân tập thuận hạnh, tiêu diệt quân ma. Bấm che tam thiên đại thiên thế giới, biết rõ đời trước chướng địa niết bàn, làm nơi nương tựa che chở hết người tại gia, biết xứ và phi xứ, chẳng bỏ lời thệ nguyện trước. Đối với các chúng sinh rải tâm từ đầy khắp, biết rõ vô sinh,
nghe, ý, nhớ, nghĩ đều chánh chân. Được hương giới chiên đàn na, dứt đường sinh tử, thuận được niết bàn, biết các pháp như chạm xuất chữ na. Này hỷ vương, đó là từ chữ na trở lên là không chữ, đó cũng không tên, cũng chẳng thể nói, cũng không có tiếng, chẳng thi hành thiết lập tên, chẳng biết tên gọi. Trong các trong ngôn từ các tiếng đó chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại. Cái đức Phật đó chẳng đã nói, chẳng đang nói, chẳng sẽ nói, chẳng sinh, chẳng xuất. Các pháp tướng như vậy Bồ Tát nên biết. Này hỷ vương, đã có 16 chữ nhập môn Đà La Ni, gọi là giác ngộ hành tướng của chữ, là nói pháp thắng nghĩa, qua khỏi bốn dòng nói không có pháp danh sắc, khéo léo bố thí, tự an trụ ở nhẫn, chẳng nên sáu căn hành theo sáu độ, khiến diệt phiền não dục mà vì chúng sinh nói pháp. Khi biết các pháp sai biệt không được nghi ngờ sâu, nói về xứ phi xứ, biết vận hành của các chúng sinh, nhận lời thô ác xả bỏ da thịt tủy, biết hạnh niệm ý, an trụ pháp giới, biết rõ chữ na nhập vào hết các pháp. Này hỷ vương, đây là 16 chữ nhập môn Đà La Ni. Này hỷ vương, nếu Đại Bồ Tát hiểu đúng 16 chữ nhập môn Đà La Ni này, như chữ A là nghĩa vô sinh, chữ Ba là nghĩa tối thắng, chữ Già là nghĩa vượt bốn dòng, chữ Na là nghĩa nói danh sắc, chữ Đà là nghĩa bố thí tự giữ hòa hợp, chữ Sa là nghĩa trí lục thông, chữ Ca là nghĩa chẳng thấy nghiệp báo, chữ Sa là nghĩa các pháp bình đẳng, chữ Già là nghĩa thậm tâm, chữ Tha là nghĩa thị hiện thế lực, chữ Xà là nghĩa thị hiện sinh tử, chữ Xoa là nghĩa thị hiện sức nhẫn, chữ Xa là nghĩa vứt bỏ phiền não cực ác, chữ Tama là nghĩa tự đài chứng giác, chữ Ta Tha là nghĩa nói xứ phi xứ, chữ Đa là nghĩa nói tận biên tế. Thì những Bồ Tát đó được tam muội này tên là quyết định quan sát hành các pháp. Nhờ 16 chữ Đà La Ni này, các Đại Bồ Tát chẳng bị sự quả trách của người trí, bỏ tham dục sân hận ngu si, giờ nói đạo đến bờ kia, được bốn vô ý, thọ thân lực sĩ, các đức hành cành dục, được sức mười lực, gặp được diệu âm, diệt trừ phiền não. Thọ ký cho thanh văn độc giác xa liệt ngoài đạo, được Như Lai địa. Như lời nói mà làm liền đạt được, chúng sinh cao mạng sẽ khiến cho giải thoát, làm sự nghiệp của Phật được thuận được tụ trí. Chúng sinh bị nghi thì đoạn sự nghi hoặc ấy, do sự quá hòa thiện nên cùng ở yên vui, tràn đầy đại bi, vượt cảnh giới ma, tràn đầy tiếng ngay, trừ kiêu mạn phóng dật, đạt được nhẫn giỏi định sâu, khi đi qua các cõi mà vì họ nói pháp ở trong các pháp, khiến cho được chỗ cạn, vì trụ bờ kia khiến họ đến bờ. Biết hạnh của các chúng sinh, biết hạnh phương tiện của các pháp, nhớ vô số kiếp giữa các pháp thể, dẹp sạch các ác, thanh tịnh các nghi, các điều nghi, được không đặng trí, thuận đến chỗ diệt phiền não, chống đi lên đạo tràng giác ngộ. Trời rồng phải khen ngợi, thuận thông các trí, khéo diệt cháy nóng, nói tiền thể của các chúng sinh, ăn món ăn cấm lộ, đoạn các nghi hoặc tùy miên, liền bỏ sự theo chấp trước, và tập khí vốn có, dùng đại bi ấy che chở các chúng sinh, biết trước đời trước, thấy công đức ở Niết Bàn, thuận hiểu hạnh của phàm phu, được đại trí bí mật, hủy hoại các niệm khác, kêu loa pháp khiến trụ Phật trí, vừa chủng loại tướng sinh ra thông hiểu, biết trú xứ của chúng sinh, có thể khiến cõi Phật hân thịnh, không bừng cháy phiền não, liều khỏi dạ bệnh, chống có thể thuận hiểu mật ngữ phương tiện, đoạn trừ đường sinh tử, thuận đến Niết Bàn yên ổn. Giới ác ma chống có thể hàng phục, thấy Phật Thế Tôn ở trong vô lượng thế giới, lìa tham dục rồi mà nghe pháp, cũng chẳng quên trí, đặt đến cõi Phật như đã mong, khẽ biết tự tại sinh ra các tam ma địa. Này hỷ vương, Đại Bồ Tát nếu được giảng nói tam muội quyết định quan sát chư pháp hạnh này, thì nên biết cũng được nhất thiết trí. Vì sao? Nhưng lúc nào thì Bồ Tát đó muốn chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc một đời, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc mười, hoặc hai mươi, hoặc trăm đời, hoặc ngàn đời, hoặc trăm ngàn đời, hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, cho đến muốn vào thời gian lâu thì Bồ Tát đó cũng lâu mới được giác ngộ, dùng nguyện tự tại ở trong lưu chuyển đến tận bờ cõi kiếp sau cùng. Vì sao? Nhưng về sau tự tại ở trong các pháp. Khi Đức Phật nói các pháp, nói pháp căn bản phẩm Đà La Ni môn tự môn này,
32.000 Bồ Tát được nhẫn, đạt được nhẫn, lúc đó Tam Thiên Đại Thiên thế giới này chấn động sáu cách. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng: không lẫn, không đục, không uế tạp, chẳng phải đường đi đến cam lộ. Ứng thiên địa cúng không ai sánh, trì phương tiện này hành mười lực. Tạo vui xa oán, diệt phiền não, mặc như hoa nở, người trời vui. Bậc ứng thắng, đức độ cho đời, trì phương tiện này hành mười lực. Trừ diệt chúng khác, khéo hạnh khác. Người trời quý trọng, ý khác tan, phân biệt hạnh khác, ý khéo khôn. Trong đạo này, hành hạnh mười lực, có chấp bất như đều bỏ hết, xét hiểu người trời ý quyết như hạnh sáng như trăng không trong khung trong không trung. Bậc hạnh hữu nhãn, hạnh bậc trí, người trời thương yêu người ý đó, chẳng ưa cảnh giới không lầm lẫn. Giả nói trong chúng hàng trăm hạnh, hạnh bậc trí này soi các hướng được 10-20 lại có hai. Người trời cúng dường tướng vi diệu, được mất chẳng chấp lìa cả hai. Do được hạnh này soi mọi hướng, thế chủ cam lồ khẽ bố thí, thường cùng trâu chúa báu thù thắng. Sức lớn mười lực hàng lực khác, chẳng lâu được hạnh người tri ấy. Được nhiều đức niệm ý thù thắng, diệt trừ nhiều khổ được nhiều vui. Nhiều người tôn trọng khéo phụng thờ, học trí này vừa công đức Phật. Như trâu chúa chẳng lâu hàng phục, diệt trăm phiền não lìa thiêu đốt. Bay đường hư không qua trăm cõi, hành phương tiện này soi các hướng. Niềm tin khéo thế gian tin tưởng, ý tin thiện niệm không ai bằng. Trừ trăm đắm trước tạo hướng đời, trì phương tiện này chứa trăm đức, phân biệt nhiều đức trừ ba cấu. Đó có lời mỹ diệu thấm nhuần, giỏi nói trăm phần trong trời đất. Trì đất này tài không ai bằng, độ người trời trụ thành vô ý. Lời nói như rủ sạch phiền não, thực hành theo như không phiền não. Trì phương tiện này hành mười lực, tài sản cam lộ được tiếng khen. Đức không ai sánh được hành như, ý như người trời, lời nói như người trí học đạo cam lộ ấy. Không bụi trần xoa khắp mười phương, thoát mạng chúng sinh chặn thẳng không công. Đến thành vô ý lìa kiêu mạng, trì phương tiện này hạnh mười lực. Giáo hóa người trời bằng hô thuyết, chẳng vui thích dục thích pháp chân. Nói làm người làm nói trăm hạnh, học phương tiện này bậc thiện ý. Tình chúng sinh hạnh ý bình đẳng, nói thiện hợp thiện mấy thiện hành. Trong các pháp khéo thường cùng vui, hành phương tiện này ưa cam lộ. Lực ác ma chẳng lâu hàng phục, trừ bỏ cấu uế ba cấu tan. Hành ở địa này thêm tài sản, trì phương tiện ấy hành mười lực. Ở cõi thù thắng vượt đường ác, chúa thú khoan ngựa người buông lung. Khen đức trì đức đổ trăm đức, chẳng lâu được hạnh người tri ấy. Hành sự khéo léo chẳng chấp có, thì hiện thế lực quyết định hơn. Đến đất trụ nước cấu vẫn tan, như học hành này hành mười lực. Bỏ thành cùng đất đai thôn xóm, bỏ ái chẳng ái cảnh chẳng yêu. Bỏ cây quý bỏ người oán thù, người trí học đây được quyết tiến. Lực quyết tiến nhớ nghĩ nhiều trăm kiếp quá khứ, nhớ chết và sinh trong các đời, và nhớ pháp tỏa trước đã nghe. Để định thù thắng tịch tỉnh này, đốt pháp cháy rực thường khiến hữu. Bố thí pháp vui pháp tài sản, và luôn giữ gìn hạnh mười lực. Để định thù thắng tịch tỉnh này, trụ samatha ý từ bi, chỉ ý tịch tỉnh, căn tịch tỉnh, định giới tiếng ái ngữ ngọt ngon, trì tam a địa này phải có. Như tê giác đi không ngã sở, được đến phương nhàn cùng đạo nhàn, theo chỗ trụ lìa tám chẳng nhàn. Trì định thù thắng tịch tỉnh này, với niệm giác tri hạnh tự tánh, cũng sẽ biết pháp tận thiện xảo, lực kham nhẫn tối thắng hiện lên. Trong này học hành nghĩa thù thắng, nên được các thế gian tán thán, được hàng trăm trời sẽ ngợi khen. Chỗ làm người làm đều lặng yên, ở biển trí này trụ thân cận. Dấu chân chim bay sẽ thuận theo, dược tịch diệt với các phiền não. Phương tiện đó các ma chẳng làm, tịnh này khó thấy xiên tương ứng. Nói giác quyết định hạnh thiện thể, tạo vô hữu, bứng hữu ái lên. Thường được người trong đời cung phụng, trì định thù thắng tịch tỉnh này. Người đoạn đã hợp với tỉnh ấy.
đoạn sông phiền não chiếu ba cõi, tạo nên bóng che khắp mọi nơi. Cho trì thắng tam ma địa này, nghĩ đến hạnh mình và người khác, rồi vì họ nói thuận theo hành. Hành không kia mạng, hành thù thắng, trì định thù thắng tịch tỉnh này. Có thí xả rồi, điều phục ý, cõi thiện thể đi đến mau chóng. Nói vô ý, ban cho vô ý, được định tối thượng thù thắng này. Ở trong các đời làm người thân, lầm lẫn khỏi rồi là hiểu thông. Hợp chung nói bàn thật khéo léo, người như người tu hành tam muội ấy. Thân bằng kim cương hợp nhất lại, mau chóng phá tan các quân ma. Tuân pháp tịnh soi không bợ nhơ, trì định thù thắng tịch tỉnh này. Thì xứ là chỗ đáng an trụ, phù hợp cho chẳng nên trụ như ý trên. Đối xứ phi xứ có khéo léo, như người chỉ được định ý này. Không chấp giả nói công đức Phật, phát sinh ra trăm ức hiểu biết. Kia chẳng chính ý không nghi ngờ, thắng định ý này có thể giữ. Chống có thể tin cam lộ đó, cũng thường tin cùng người, cùng với người vui. Họ đời khác khi được quả rồi, thắng định ý này có thể giữ. Tự biết rộng không đối nhóm họp, kia không lẫn lộn không mê lầm. Đã các hạnh lành trong ba cõi, tam muội này nếu người gìn giữ, sẽ được xa lìa bệnh và già. Khéo thẳng ngay chẳng bị hàng phục, tâm ấy trì giới luôn vui mừng. Với người gìn giữ định ý này, các nước cây sinh là thánh đạo, mau chạm đến tịnh tịnh niết bàn. Đất Di La Xa chẳng nhiều thêm, nếu người gìn giữ tam muội này, chẳng tự tán dương lời xảo diệu, trên mọi đất công đức lừng vang, vào chúng đang chánh hiện rõ ràng, như sao mão trời trăng trong sáng. Dù quyến thuộc đủ nhà danh tánh, người đó gần bà con thiện thể. Tài biện luận đó như Thủy Vương là tam muội này phải gìn giữ, pháp hạnh dự tánh tướng vô ngã, ở trong các đời thuận giác sông, mau làm chúa dũng kiện ba ngàn, hạnh bình đẳng kinh này hiếm có. Cho đến rừng trong ba ngàn cõi, chủng tánh ba loại hạnh chúng sinh, với thù thắng đó được trí tuệ, siêng năng tương ân chạm cám lộ, dao độc và lửa chẳng xâm nhập, chẳng sợ cùng trói các phiền não, và sơ la sát chẳng tệ hại. Nếu lòng tịnh tính tương ân này, của không mất, của chẳng ly tán, không nghiệp báo, không bệnh, không lo, chẳng câm, chẳng chột, cũng chẳng mù, trì bốn câu này như vậy đó. Trên Đức Phật 63 ức, khắp nghĩ đến sự tương ứng này, chỗ đó nếu cùng tạng tổng trì, tịch này khó thấy đã tương ứng. Nếu muốn mau chạm đến bồ đề, nếu muốn lấy đức yên ổn hơn, nên khiến tu kinh thù thắng diệu, tu thắng này, thì các môn cầu đều đầy đủ. Kia đã nghe niềm vui thiện hỷ, nếu người ở trong cầu bồ đề, siêng năng tương ứng bốn ngày qua, người ấy sẽ được định thù thắng 80 ức ở trên Đức Phật, còn hơn 60 na do đa, đều nghĩ cùng với tương ưng này, chuyên tu tụng tam ma địa này. Nếu nghe thiện này được lợi ích, nghe rồi nếu có thể tin hiểu, trong công đức Phật không nghi ngờ, như đến bồ đề trì như vậy. Do đã nghe nói thật hạnh này, không được không đức, chớ biến lùi, các phước nhất định đến trong tay, như trì kinh này hoặc ghi chép. Ta nhớ trước đây vô số kiếp, có bậc tối thắng tên Biện Tràng, ngài đã tuyên dương tam muội này. Vương tử Nguyệt Diệu nghe điều đó, liền bỏ ngôi vua mà xuất gia. Ông ấy nghe một đêm một ngày, đến lúc chết trong phần sau này, là được sinh đến những cõi khác, nghe được kinh đó nhiều như cát, gặp rồi lại gặp rất thù thắng. Cái chỗ nghe tam muội này xong, thì trong ba kiếp chứng thắng giác, gọi là bậc Bả Viêm tối thắng. Được Phật Như Đăng thọ ký cho, lợi ích như vậy nhờ cái này, nên đã nghe rồi chớ lười biếng. Ta này muốn bảo với đại chúng những điều tốt đẹp của trời người, ta ở trong này mở kho báu, tài sản mười lực ông lấy đi. Lại nữa này Hỷ Vương, đời quá khứ trước kia, kiếp số chẳng thể tính được, lại vượt qua sự lâu xa chẳng thể tính được, vô lượng chẳng thể nghĩ, chẳng thể lường. Vào thời đó có Đức Phật tên là Biện Tài Anh Lạc Trang Nghiêm Văn Minh Xuất Hống Hiện Âm Như Lai, ứng cúng chế biến trì, xuất thế minh hành cụ túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự trượng phu, thế nhân sư, thế nhân giáo sư Phật Bà Lam Thế Tôn. Còn đức của Đức Phật ấy,
tên là Vô Biên Bảo Công Đức Trang Nghiêm, thế giới tên là Vô Cấu Kiếp, tên là Ái Kiến. Này Hỷ Vương, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri biện tài anh lạc trang nghiêm vân minh xuất hống hiển âm đó, có vô lực thanh văn, có 72 ức đại Bồ Tát, những vị ấy đều được nhẫn đặt đến địa quán đảnh. Lại nữa này Hỷ Vương, ở trong chúng Bồ Tát đó có vị Bồ Tát nói pháp tên là Vô Biên Công Đức Biện Tràng Du Hỷ Minh Âm. Có vị Bồ Tát đó có vô số hạnh biện tài tam quý. Ở trong Đà La Ni, Bồ Tát ấy dạo bước đến tận cùng, được trí ngụ thông. Vị Bồ Tát đó bạch Đức Phật kia, xin Đức Phật quan sát xong mà vì bốn bộ chúng nói rộng rãi tam muội thuyết quyết định quan sát chư pháp hạnh này. Này Hỷ Vương, vào lúc đó có phương tử tên là Phước Đá Thanh Tịnh Nhân Sơ Ái Minh Thanh Tự Tại. Hình thể đẹp đẽ đoan nghiêm của phương tử đó có thật đáng nhìn, sắc đẹp thanh tịnh đối tháng thành tựu mỹ mãn, Tu La đã phát khởi hạnh vô thượng chánh giác. Này Hỷ Vương, phương tử Phước Báo Thanh Tịnh Đa Nhân Sơ Ái Minh Thanh Tự Tại đã nghe Bồ Tát Vô Biên Công Đức Biện Tràng Du Hí Minh Âm nói pháp tên là Tam A Địa quyết định quan sát chư pháp hạnh. Nếu Bồ Tát vào trong thôn, thành, ấp, làng xóm, kinh đô của vua mà giảng nói thì vương tử đó luôn ở bên cạnh để nghe Tam A Địa này. Nghe rồi vương tử đó rất vui mừng, yêu thích, vừa lòng, là xin thiện ý đi đến chỗ vị Đại Bồ Tát nói pháp đó. Đến rồi vương tử đảnh lễ dưới chân, tôn trọng, cung kính chắp tay mà trụ trong Tam A Địa này. Vương tử ấy là vui mừng nhiều hơn nữa, muốn nghe Tam A Địa này. Vì nói pháp đó lại biết vương tử kia có lòng tin thanh tịnh nhiều hơn, nên lúc đó là nói rộng rãi Tam A Địa này. Này Hỷ Vương, như vậy vị vương tử đó ở bên vị nói pháp kia nghe Tam A Địa này xong là vô cùng hoan hỷ, yêu thích thỏa lòng, rồi lại sinh thiện ý, đem áo đang mặc dân cúng nói lời như vậy, ngài khiến cho chúng sinh được báo Tam A Địa này. Nhờ căn lành bố thí cho vị nói pháp kia nên ở trong pháp hiện tại, vương tử đó nhờ những đức Phật nhiều như số các 80 sông Hằng ở bên các đức Phật Thế Tôn đó được nghe Tam A Địa này, đều tạo sự cúng dường tối thắng đến chư Phật ở trong giáo pháp của các ngài, xuất gia giữ gìn chánh pháp ở các chỗ, chẳng nghe trong ngàn ức kinh điển đều có thể giờ nói sinh ra ý niệm luôn trọn đầy, tạo sinh biến hóa, được trí ngộ thông, được Đà La Ni biện tài trôi chảy. Vương từ đó tuần theo thứ lớp hành các pháp trợ bồ đề mãn, rồi vương từ đó ở trong cõi Phật Vô Biên Công Đức Bảo Trang Nghiêm chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, sống lâu không lường, chư thanh văn không lường, chúng Bồ Tát không lường, ánh sáng không lường, nguyện công đức trang nghiêm không lường. Lại nữa này Hỷ Vương, trong thời đó vị nói pháp tên là Vô Biên Công Đức Biện Tràng Du Hí Minh Âm, âm chớ nghĩ là ai khác. Vì sao? Này Hỷ Vương, vì đó là Như Lai đại nhãn vậy, vị ấy đã được công đức Như Lai bất động thọ kiết bồ đề. Lại vương tử tên là Phước Báo Thanh Tịnh Đa Nhân Sở Ái Minh Thanh Tự Tại kia chính là Đức Như Lai vô lượng thọ ấy, tức là vương tử lúc đó vậy. Này Hỷ Vương, vương tử đó nghe Tam A Địa này xong thì nghiệp chướng của 70.000 kiếp đều diệt hết, liền được pháp môn phân biệt chư pháp cố phẩm xuất vô biên gọi là Đà La Ni, và chẳng xa lìa Tam A Địa cho đến đạo tràng Bồ Đề. Này Hỷ Vương, nhân duyên như vậy nên ông phải biết Tam A Địa này ở chỗ các đại Bồ Tát như vậy tạm nhiều thanh tịnh, chuyển các nghiệp chướng, trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, chuyển công đức mau tròn, này vận chuyển Phật Pháp. Lại nữa này Hỷ Vương, đời quá khứ xa xưa kiếp số chẳng thể tính được tại, lại vượt qua sự xa xưa chẳng thể tính, vô lượng chẳng thể nghĩ, chẳng thể lường. Và lúc đó có Đức Phật hiệu là Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Diệu Oai Tạng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri xuất thế minh hành cụ túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu tư nhân giáo sư Phật Bà Già Bà. Này Hỷ Vương, Đức Như Lai ứng chánh biến tri Tịnh Diệu Vô Cấu Nguyệt Diệu Oai Tạng đó đã có một cõi Phật công đức trang nghiêm mà ta hôm nay chẳng thể ở trong một kiếp giảng nói rộng hết được vô lượng công đức như vậy, để trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, chỗ đại Bồ Tát ở trong Phật Pháp đều trụ đứng vững vững chắc. Này Hỷ Vương, và lúc đó có ông trưởng giả tên là Hiển Diệu Quảng Thân, ông đã đi đến chỗ Đức Như Lai Tịnh Diệu Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Diệu Oai Tạng, đến rồi ông đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn đó, rồi đem vô lượng chuỗi ngọc bóng ma đi có hàng trăm ngàn ngọc xen lẫn để cúng dường Đức Phật đó, rồi đứng ở trước Đức Phật vì muốn được nghe pháp. Đức Như Lai đó biết ông ấy đã có lòng tin thanh tịnh nên giờ nói Tam A Địa này. Lúc đầu đoạn giữa và về sau. Này Hỷ Vương,
Như vậy, con ông trưởng già đó ở bên Đức Phật kia nghe tam địa này xong rất đối với con. Yêu khách thỏa lòng được phát sinh thiện ý, được pháp lực lớn, được pháp lực rồi mà chẳng dùng để cầu. Trong trời người, ông ấy xả bỏ 70.000 phụ nữ, xả bỏ một vũ già xà na, bốn kho tàng lớn đầy vô số báu, xả bỏ 800 vườn rừng, xả bỏ mọi đồ dùng của mình. Ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, dùng niềm tin xuất gia, bỏ nhà mà tu hành. Lại nữa này, Hỷ Vương, con trưởng giả đó lúc còn ở nhà, đất chẳng trải vải thì chẳng bao giờ đặt chân xuống. Khi đã xuất gia rồi, trong 10.000 năm vẫn chẳng trải vải thì chân chẳng đạp đất, chẳng ngồi, chẳng nằm, chỉ trừ khi thọ dụng bữa ăn. Trong 10.000 năm, ông ngủ nghỉ chẳng lâu, cho đến trong khoảnh khắc cái móng tay cũng chẳng từng phân biệt dục, phân biệt sân, phân biệt hại. Trong 10.000 năm, ông luôn nhất tâm đối với biến trí, tương ứng phát khởi tu hành tinh tấn, được Đà La Ni chư từ thân nhiếp chư Phật ngữ danh, thành tựu Đà La Ni phổ âm nhập môn danh. Ông ấy mạnh mẽ tinh tấn đầy đủ như vậy nên mới có 60 ức chư thiên ở chỗ vị Bồ Tát đó siêng năng cung cấp hợp với ý Bồ Tát, khiến cho thân tâm Bồ Tát ấy an vui đủ khả năng tinh tấn. Có ông trưởng giả đó xuất gia rồi tinh tấn mạnh mẽ như vậy, được nghe Nam Mô Địa này nên 99 ức trăm ngàn kiếp lưu chuyển đều quay lưng bỏ hết, hiện tại gặp được 70.000 Đức Phật. Có những chỗ lúc đi xuất gia rồi, ông ấy thọ trì đọc tụng tư duy Tam Địa này, vì người khác giảng nói rộng rãi là phát khởi tu hành tinh tấn, chẳng hành động buông lung, thành tựu được Tam Địa này. Ở trong 8 kiếp chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được tướng trang nghiêm công đức của cõi Phật. Như vậy, như cõi Phật của Đức Thế Tôn tịnh diện do có nguyệt diệu oai tạng Như Lai đó. Tại này thấy ông ấy ở trong địa phận phương Nam, qua khỏi đây 44.000 quả Phật, có thế giới tên là Đại Trang Nghiêm, vẽ ở trong cõi đó làm Phật hiệu là Tiên Ý Hỷ Lạc Như Lai, đã nói pháp cho vô lượng chúng Đại Bồ Tát tụ tập tính chẳng tệ hết. Này Hỷ Vương, các vị Đại Bồ Tát đó nếu muốn mau chóng đối với các pháp thuận theo được tự tại thì phải nghe, phải trì, phải nói và nhớ nghĩ Tam Địa này. Bây giờ Đức Thế Tôn lại muốn khen ngợi công đức của Tam Địa này nhiều hơn nữa nên liền nói kệ khen ngợi. Ta nhớ đời trước vô biên kiếp, giống như vô lượng các sông Hằng, có bậc trí dẫn đường thế gian, các phương nghe vang tiếng biện tài, có tỳ kheo trong pháp tối thắng, bậc trí nhân trì pháp nói pháp, Đức Phật giảng định tịch tỉnh này. Bên Phật Vương Tự đã nghe nhận, liền đem áo mình mặc cúng dường, hồi hướng đạo Bồ Đề tối thắng, lại gặp vô biên những đạo sư, được đạo hiệu là vô lượng mạng, trước kia có tuệ tạo tác nghiệp, đều hết không còn không nghiệp báo. Nghe ta mùi vi diệu này xong, người có biện tài đủ công đức, người nào lúc đời sau nếu muốn có muốn cầu đạo phải nên nghe định này, từ sẽ trừ các ác. Lại Phật Vô Cấu Nguyệt nói Tam Ma Địa này, con trưởng giả nghe rồi chọn lấy hạnh xuất gia. 10.000 năm ông ấy tư duy tam muội này, chân chẳng đạp không phải, cũng chẳng vào ngủ nghỉ, đạt được Bồ Đề này chỉ có cùng nghe nhận, chẳng ưa ở trong nhà cũng không muốn tài Phật, ở đến các cõi Phật ở đó đều nghe xong các hạnh đã nhập môn, chẳng lâu được giác ngộ, tâm trước kia thỏa mãn cũng đầy xe ý kia, mau chóng được Bồ Đề, sao chẳng siêng năng tu. Đời vị lai về sau, nhiều người cầu Bồ Đề không tài sản, không vui, hành xuất gia chẳng tham, giận mắng mà kêu trách, khuỷu nhục nói lời ác, mỗi mỗi đều nghe xong mà nói sẽ làm Phật, khổ hàng ngàn chẳng một, nhìn chịu vì dục thôi, vì dục làm tôi tớ mà nói sẽ làm Phật, trong mơ đã thấy Phật kia tạo được hồi sinh. Với người thường nghi nhận khi nhận Bồ Đề ta chẳng nghi, đã nghe xong kinh này tiếng nói nghĩa chẳng thông mà chấp là trong lòng chẳng lâu sẽ làm Phật. Những người nghe kinh Phật nếu đã nghe đây xong thì họ không chấp trước, như gió thổi không trung. Có người xuất gia rồi cầu Bồ Đề nhiều hơn, vì tri thức nên sân mỗi mỗi mà sân khởi, kia nghèo cùng phước thiếu, nghe ít liền vui mừng. Người có tâm lừa dối ta tới bờ Bồ Đề đã được cõi thấy sáng, chúng sinh mà cúng dường do đây thiếu vui mừng, biết sẽ đến Bồ Đề. Bồ Đề đó xa lắm, nếu chúa định ghét ghen ta đạt trí đối lần
thì càng xa tối thắng. Đã nghe kinh điển này, biết sẽ được Bồ Đề. Thấy cõi vô lượng thọ sẽ chẳng lâu làm Phật, Bồ Đề đó xa lắc. Có thấy được chỗ nương mà lòng chẳng tương ưng thì ta chẳng thọ ký. Còn ông trưởng giả ấy của cải đã bỏ lìa, về sau đã xuất gia làm người đi khất thực. Như được tai mũi này ở chỗ Phật Nhiên Đăng, nếu nghe khéo tu hành chẳng lại sinh ái dục. Kia cạo tóc xuất gia, loại trí thức buộc tràn trong biển chấp gánh gai mà xả bỏ trân bảo. Trong nghe chẳng thanh tịnh, không giới chẳng xuất gia, tu hành đạo Bồ Đề kia cho nên buông thả. Sau này nếu có chỗ nói pháp phải lắng nghe, người kia vì tri thức lại làm chẳng khe nói. Ở trước phải lễ bái và khen ngợi điều lành, vậy tôn áo cúng dường lại làm chẳng khen nói. Khóc lóc rơi nước mắt cung phụng đối tự thân, khi ở trong đại chúng mà nói ác hạnh ấy, chẳng kính a sa lê, chẳng trong người thân cận, vì thiếu mà phá nhau, do nhà mà canh gác, chỉ tin phước người khác, đức mình chẳng nghĩ suy, độc ác sẽ sinh sôi, biết người khác giàu cúng, hương hoa bột thơm cờ, lộng phướng cùng tràng hoa, tấu nhạc cúng dường ta, rằng sẽ được Bồ Đề. Đây thật cúng dường ta, nghe thắng định này rồi, loại trí thức bỏ rơi, tu hành thì tương ứng. Sau cúng dường thân mạng, các cụ ta bỏ xong, nơi cúng dường pháp thân, cũng như cúng hiện tại thiền thật. Mạng quý đã bỏ hết, trú ngụ A Lan Nhã, kênh này tụng niệm luôn, đến hết đời sống này. Này hỷ vương ta bảo, tu theo điều đã nghe, không cùng bè đảng đây, vô định làm phe đảng. Ở trong ta chẳng khen, trong chúng phải nói rằng, đây thật, đây chẳng chân, ở trong chớ muốn tin. Chẳng chấp các cảnh giới, muốn chứng Phật Bồ Đề, đạt được các hạnh kia, thì Bồ Đề xa lắm. Thần thông ta đã chứng, sức đại thể thấy đây. Các loại cấm giới này, ta đã tu hành được, thích giới mà phân biệt. Trong chúng tự thú hoang, lời tri thức bỏ xong, ở riêng nơi thanh vắng, ta không có chỗ đó. Lời ta nói chắc thật, đời mặc thế sau này, phú chúc âm kinh ấy. Vô lượng thọ phóng quang và bất động pháp vương, 63 ức Phật, chúng hội đạt thấy hết. Giáo sư phú chúc cho khiến hộ pháp về sau, như kênh này tri ấn, về sau ta trì khắp. 3.000 cõi chấn động, chư thiên khen lành thay, có nhiều hoa mưa xuống, nghe khi nghe phú chúc này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh quyển 3.